Chào mọi người, hôm nay không có máy tính mà sẵn đây Lô đang có một shop Genos mà không có làm gì hết đó, cho nên Lô thử làm một số cái nguyên tắc animation cho mọi người xem thử ha. Thì một trong những cái lợi ích của cái Genos đó là các bạn có thể lọc giống như thế này. Thì các bạn có thể vẽ frame by frame ở trên đó, giống như là Lô vừa làm một số những cái đoạn như thế này các bạn thấy. Khá là thú vị đúng không? Lô càng lật nhanh thì nó sẽ chạy nhanh hơn. Đây, thì Lô bắt đầu với cái việc là thử vẽ cái cậu bé này bắt đầu biến hình như thế này và nó biến hình thành cái trái banh. Các bạn thấy ha. Làm cái này thì dễ lắm, như là Lô chỉ việc là vẽ cái cậu bé đầu tiên, sau đó là cho bắt đầu là cậu bé này biến dạng, đi theo một cái đường cong, đường xoáy chứ, uốn lượn biến thành cái hình tròn như thế này. Là đây cũng là một trong những cái mà Lô hay gọi là flipbook á, người ta cũng dùng flipbook để làm frame by frame khá là nhiều. Là Lô thử play với cái hình vuông như thế này, hình vuông này lún xuống rồi sau đó này bật dậy biến thành cái cậu bé và lật ra đằng sau. Thì một số những cái mà Lô làm cho vui với cái cuốn flipbook này thôi. Thì ở đây Lô giới thiệu về cái nguyên tắc mà các bạn sẽ hay dùng, đó là isin là isao. Thì ở đây các bạn có thể thấy là cái trái banh của mình sẽ di chuyển từ điểm A sang điểm B, và mọi người có thể thấy là trong những cái đoạn như thế này á thì Lô vẽ khoảng ba bốn trái banh nó sát gần nhau, cho tới cái điểm giữa thì khoảng cách giữa trái banh số 4 với cái khoảng cách giữa trái banh số 5 khá là lớn, và từ số 5 với số 6 cũng khá là lớn cho tới khi nó dừng hẳn ở vị trí B. Thì thường ở trong các cuốn sách về Animation Principle á, họ vẽ như thế này để minh họa cho các bạn, đó là cái khoảng ở đây á thì nó sẽ chuyển động chậm và khoảng cách ở đây thì nó sẽ chuyển động nhanh, do khoảng cách từ vị trí số 4 tới vị trí số 5 rất là xa nhau. Thì Lô cũng thử làm minh họa để mà các bạn hiểu hơn ha. Ví dụ trường hợp ở đây thì Lô có một cái trái banh này, nó sẽ chạy trên một cái đường ngang. Thì khoảng cách ban đầu Lô vẽ khá là sát nhau cho nên các bạn thấy là nó chạy khá là chậm. Nhưng mà ngay vị trí này Lô vẽ nó rất là nhanh luôn, đồng thời Lô cũng vẽ thêm những cái đường gạch gạch ở phía bên trái để mà minh họa cho cái việc là tốc độ á. Nếu mà nào xài After Effects thì sẽ quen với cái khái niệm là motion blur á, thì Lô add thêm cái đó vô. Còn tiếp tục chuyển động nhanh hơn, và lần này cái blur thì Lô add cho nó mờ hơn rất là nhiều. Sau đó thì Lô cho nó chạy sát về phía bên phải luôn, và cuối cùng đập vô tường một cái bịch như thế này. Hay thì các bạn thấy là những cái nguyên tắc animation này thì trên khi mà các bạn vẽ thử ra thì các bạn sẽ thấy nó dễ hiểu hơn rất là nhiều so với là các bạn làm trong cái tùy phát, giống như là Lô đang lật thế này ha. Đó các bạn thấy. Và ở trong animation của mình á, ở trong After Effects thì Lô hay chỉ các bạn là vẽ cái biểu đồ đúng không? Bạn sẽ thấy là mình sẽ có cái biểu đồ thường á, là Isinia thì nó như thế này. Rồi Lô chỉ cho các bạn là chỉnh hai cái điểm ở đây vô để mà vẽ thành cái đường như thế này ha. Thì cái mà nó càng ảnh sát với cái đồ thị này á thì nó sẽ càng chậm, càng cao như thế này nó sẽ càng nhanh, càng thấp như thế này nó sẽ càng chậm. Thì đó là về cái nguyên tắc về đồ thị. Còn trong một số cái khi mà các bạn làm frame by frame thì sẽ có những cái ký hiệu, ví dụ như người ta hay vẽ như thế này này ha, để mà minh họa về cái spacing của nó. Ví dụ như là trái banh của mình đi từ điểm A sang điểm B trong một khoảng thời gian đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 frame ha. Thì trong khoảng là 1, 2, 3, 3 frame đầu nó sẽ chuyển động khá là chậm, rồi từ frame 4 chuyển qua frame số 3 chứ chuyển qua frame số 4 thì sẽ rất là nhanh. 4 đến 5 nó cũng sẽ rất là nhanh cho đến khi nó dừng hẳn, tại vì khoảng cách giữa frame 3 với frame 4 rất là thừa nhau. Cũng tương tự 4 với 5 cho tới cái những cái frame nó trở về B như thế này. Thì đó là một số những cái khá là phổ biến mà các bạn sẽ thấy khi mà các bạn đọc những cái cuốn sách về animation ha. Lô sẽ giới thiệu thêm một số những cái nguyên tắc khác. Và ở đây thì các bạn nên sắm cho mình những cái cuốn giấy note như thế này, hoặc là nếu mà sợ tốn tiền thì các bạn tự đóng những cái giấy tập cũng được. Mình tập làm cái flipbook để cho nó quen ha.